phụ nữ Trung Quốc, tất nhiên là người Mỹ nhưng mà gốc Trung Quốc đó, thưa quý vị, đang ở vai, đã nhận tội điều hành cả một đường dây du lịch sinh con, tức là mục đích để mà được lấy quốc tịch Mỹ đó. Tức là quý vị cũng hiểu là nhiều người bên Trung Quốc đó, họ qua, họ hoặc là những quan chức có tiền, dân có tiền muốn có cái quốc tịch Mỹ ở đây, thì bằng con đường đó, tức là sanh con, chúng ta cũng hiểu cái luật mà Mỹ họ không cần biết, ngay cả người mẹ đó là illegal, bất hợp pháp. Nhưng nếu đứa con đẻ trong lãnh thổ Mỹ là tự động trở thành quốc tịch Mỹ, chúng ta cũng biết cái điều đó. Ngay cả những cái trường hợp mà trước đây chúng tôi đọc đến bản tin hy hữu đó, mà quý vị có thể còn nhớ, có những người ngay trên máy bay thôi, quý vị, bay ngang cái không phận của Hoa Kỳ thôi, mà người mẹ đẻ trên máy bay, cái đứa trẻ đó vẫn được là quốc tịch Hoa Kỳ. Đây là cả một cái đường dây mà bây giờ mới phanh phui ra. Cái bà này tên là Dong Jun Lee, đã điều hành cái đường dây này lâu rồi. Và ngày 17 vừa rồi đó, 7 tháng 9 vừa rồi đó, thì bà phải chính thức nhận tội. Thứ nhất là mình có mưu đồ lừa đảo về nhập cảnh, cũng như là đã làm bất hợp pháp, gian lận thị thực liên bang Hoa Kỳ. Thì với hai cái tội đó không, thì bà ấy cũng có thể là, trong này nói là có thể phải ở tù tới 15 năm. Theo cáo trạng, bà Lee này đã sử dụng tới 20 căn nhà, có thể là bà ấy mướn hay gì mình không biết, ở thành phố Irvine, để là cái nơi để tạm thời cho những người mang thai. Và bà ấy đi, những người này phải chi 80.000 đô la cho cái dịch vụ này, sinh con để được có được quốc tịch Mỹ. Và bà ấy chỉ dẫn cái group này đã có cách chỉ cách nói dối như thế nào đó để làm đơn xin thị thực, cũng như che giấu cái việc có thai của mình, để mà qua được các quá trình kiểm tra của hải quan, cũng như là các cuộc phỏng vấn visa mà tại lãnh sự quán ở bên Trung Quốc đó. Thì cái vấn đề du lịch sinh con hiện nay nó không phải riêng đối với phía Trung Cộng. Trung Cộng thì là cái con số rất là lớn, thưa quý vị, nhưng nhiều quốc gia khác, ngay kể cả Việt Nam hay là Nga, thì họ cũng là tìm những cái đường để mà tới Hoa Kỳ để mà du lịch sinh con. Bởi vì người ta gọi cái luật đó tại Hoa Kỳ đó, thưa quý vị, là cái luật có tên tiếng Mỹ là Birthright Citizenship, là cái đó là người con sinh ra tại Hoa Kỳ, ở trên đất Hoa Kỳ thì sẽ trở thành là người công dân Mỹ, cho dù cha mẹ có phải là công dân Mỹ hay không. Thì cái vấn đề này thì hôm nay là phía Hoa Kỳ họ mới bắt được cái vụ này, nhưng mà trên thực tế thì cái vụ việc này đã diễn ra từ rất lâu. Cũng như chúng tôi biết là, thí dụ như quý vị cũng nhớ lại rằng là cái vụ việc có liên quan tới những cái phụ nữ Nga họ di chuyển tới Hoa Kỳ để họ sanh nở cũng rất là đông đảo. Và được biết là thường niên đấy, mỗi một năm, thưa quý vị, chứ không riêng năm nào cả, là hàng trăm đến hàng ngàn phụ nữ Nga họ mang thai ấy, và họ cũng giấu cái tình trạng mang thai của mình, đổ xô đến Hoa Kỳ để sanh con, với cái mong mỏi là đứa con của họ khi sanh ra sẽ được hưởng tất cả những cái đặc quyền của một công dân Hoa Kỳ. Và những cái người này thì họ bao giờ cũng phải trả một cái số tiền nào đó. Thì những cái phụ nữ này thường là những phụ nữ thuộc trong những gia đình phải có tiền, họ trả từ 20.000 cho tới 50.000, và như trong cái trường hợp của cái bà vừa bị bắt người Tàu này, là phải trả từ 40 đến 80.000 Mỹ Kim cho một cái vụ việc để dàn xếp làm sao cho họ qua được tới Hoa Kỳ chót lọt. Thì được biết là những cái kẻ môi giới đó thì họ sẽ làm giấy tờ du lịch này, nơi ở này, đúng rồi, và bệnh viện để sắp xếp cho những cái người phụ nữ này khi tới nơi. Và những cái bà mẹ Nga khi tới Mỹ thì thường là sanh con thì họ hay chọn cái khu vực mà ở phía miền Nam Florida. Thưa quý vị, là ở Florida đó là rất đông đảo người Nga, cộng đồng người Nga sinh sống ở nơi đây, mà người ta gọi là, đặc biệt là cái thành phố có tên gọi là thành phố Sunny Hills Beach, được gọi là một cái Little Moscow, là một thành phố lại là Moscow thâu nhỏ đó, là của người Nga, cũng giống như là ở cộng đồng người Việt chúng ta có cái tên là Little Saigon đó. Thì ở cái khu vực này đó là đông đảo người Nga tới đây sinh sống lắm, và rất đông đảo những cái phụ nữ người Nga mà mang thai họ tới đây, họ sinh con để con họ được quyền hưởng tất cả những quyền đặc lợi ở nơi đây. Họ nói rằng là chỉ với 30.000 Mỹ Kim thì họ sẽ không thể mua một căn hộ để làm bất kỳ điều gì, nhưng họ có thể mang lại cho con của họ quyền tự do. Đó là câu mà nhiều người phụ nữ Nga đã phát biểu. Họ nói 30.000 Mỹ Kim thì họ không mua được căn nhà, nhưng họ mua được quyền tự do cho đứa con của họ. Như vậy thì cái giá đó cũng còn rẻ lắm đi. Câu nói đó là cái giá đó quá rẻ, thưa quý vị, giá bèo. Tại vì 30.000 Mỹ Kim họ không cần mua căn hộ, nhưng họ mua được quyền tự do cho đứa con của họ. Thì quý vị hãy nhớ rằng là những cái người phụ nữ Nga họ đổ xô tới đất Hoa Kỳ đông đảo lắm. Đấy là riêng người Nga, nhưng mà vì cái khu vực tại Florida đó, cái thành phố đó nó đông quá, bây giờ nó trở thành Little Moscow rồi. Cho nên là bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề của cái người phụ nữ mà Trung Cộng
mà anh Ngọc Trọng đã giới thiệu tới quý vị, thì quý vị thấy rằng cái đường dây này là một đường dây rất lớn. Và ngày hôm nay thì đã trải qua bao nhiêu năm phải không anh? Đúng rồi. Hôm nay mà Hoa Kỳ mới tìm ra và mới mới đưa cái bà này ra để mà cáo buộc tội thì nó cũng rất là trễ rồi, so với lại quá nhiều những cái trường hợp đã tới được tới đất Hoa Kỳ và trẻ những em bé đã trở thành công dân rồi. Vào khoảng cuối năm 2018 đó thì ông Trump đã từng lên tiếng và ông rất là giận dữ và ông tuyên bố là ông sẽ tìm mọi đường để có thể xóa bỏ được cái chính sách là cấp quốc tịch cho trẻ nhỏ sanh ra tại Hoa Kỳ là con của người nước ngoài hoặc là người nhập cư lậu đó. Đúng rồi, lậu. Đây có thể nói là một cái nỗ lực rất lớn của Tổng thống Donald Trump nói riêng và của Đảng Cộng hòa nói chung trong cái việc là họ tìm mọi cách để họ hạn chế ngăn chặn cái tình trạng là di dân lậu tới Hoa Kỳ lạm dụng đó sanh con là với cái hy vọng là sau này cái đứa trẻ nó sẽ bảo lãnh cha mẹ để tới Mỹ định cư đó. Như là anh Trọng đã nói tới quý vị thì thưa quý vị là chúng tôi cũng đã đọc qua nghiên cứu qua về cái dữ liệu này thì cũng thấy rằng là khi đó thì Tổng thống Trump đã giận dữ tuyên bố và ông gọi cái sự việc mà cái mà birthright citizenship là một cái ridiculous, là ông nói rằng nó lố bịch. Và ông thề nguyện rằng là ông sẽ tìm mọi đường để mà giải quyết cái vấn đề dẹp nó đi. Nhưng mà dù sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố cái điều đó vào cuối năm 2018 thì cũng rất nhiều người, những cái nhà phân tích bình luận và nhiều nhà truyền thông họ lên tiếng và họ đã chỉ ra rằng là trong cái lời tuyên bố của Tổng thống thì nó cũng có những cái là nó bảo vệ cho quyền lợi của quốc gia nhưng nó cũng có những cái vấn đề nó không có hợp lý. Chẳng hạn họ chỉ ra có hai điểm là nó chưa được đúng trong cái lời tuyên bố của Tổng thống vào cuối năm 2018 thì họ nói rằng là thực chất thưa quý vị Hoa Kỳ không phải là quốc gia duy nhất mà có cái luật nó gọi là birthright citizenship là cho trẻ nhỏ sinh ra tại nơi đây tại Hoa Kỳ trở thành là cấp quốc tịch Hoa Kỳ. Mà thực ra trên toàn cầu đã có khoảng tổng cộng là 30 quốc gia khác họ cũng cho trẻ nhỏ được sanh ra tại quốc gia của họ có quyền này. Hiện nay chúng ta có 194 quốc gia thì hiện nay cũng có 30 quốc gia khác họ cũng chấp thuận cái quyền này cho trẻ nhỏ chứ không riêng gì Hoa Kỳ. Cho nên trong câu phát biểu của Tổng thống Donald Trump thì ông cho rằng là chỉ có Hoa Kỳ nhưng trên thực tế là có 30 quốc gia khác nhau. Trong đó có những quốc gia có thể kể tên như chẳng hạn như Canada cũng chấp thuận cái luật này, Mễ Tây Cơ, Brazil, Argentina hay Chile, đó là những cái trong tổng số 30 quốc gia họ chấp thuận. Thì thưa quý vị là ngoài ra nữa theo cái luật của Hoa Kỳ thì cái luật mà birthright citizenship cho trẻ nhỏ đó thì nó nằm trong cái quyền được ghi chép trong hiến pháp Mỹ qua cái tu chính án thứ 14. Cho nên nếu và trong cái tu chính án này thưa quý vị thì họ là cho biết rằng là bất kỳ một cái nỗ lực nào để nhằm tấn công cái quyền đó của trẻ nhỏ thì đều có khả năng bị xét tới là bị vi hiến. Vì thế cho nên các cái truyền thông họ phân tích, họ cho rằng là cái nỗ lực của Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng Hòa sẽ không có thành công bởi vì nó đã nằm trong cái tu chính án số 14 mà nếu có câu khẳng định bất kỳ nỗ lực nào sẽ vi phạm, sẽ trở thành vi hiến. Cho nên là sẽ không có một ai được động tới cái quyền này. Đó, đúng rồi, chúng ta cũng hiểu là ông Trump, ông đặt nặng vấn đề trấn áp di dân là một cái trọng điểm mà khi mà ông ra chiến dịch tranh cử, quý vị cũng nhớ đó. Nhưng những cái thay đổi luật lệ hay là ông dùng sắc lệnh hành pháp của ông đã đều bị kiện hết, thưa quý vị thấy không? Kiện ra tòa, đó là cái điểm đặc biệt của xứ Hoa Kỳ rất là dân chủ, ngay cả tổng thống cũng không thể làm gì được hết nếu mà vi hiến. Thành ra đúng hồi nãy đi ngang có nhắc một chút là cái tù chính án thứ 14 đó, thưa quý vị, theo chúng tôi được biết là đã được thông qua sau cái cuộc nội chiến đó, và lúc đó là thực ra là họ để đảm bảo cho quyền của những người da đen, người black được đầy đủ quyền về quốc tịch, cho nên họ sợ là có những cái sự kỳ thị đó, rồi từ từ nó mới lan ra những cái sắc tộc khác sau này. Nhưng mà chúng ta đừng quên, Hoa Kỳ cũng như Canada vẫn hãnh diện đây là một cái quốc gia giống như đa văn hóa đó, Linh Nga, tức là nhiều dân tộc. Họ welcome tất cả mọi dân tộc tới đây, cùng tìm đường làm ăn và cùng tiến lên. Chứ thực ra Hoa Kỳ không có, chỉ có điều là không muốn những cái người di dân cứ lạm dụng vào những cái đó, chứ thực ra thì Hoa Kỳ là cái xứ đa văn hóa, làm gì có người nào chính. Hoa Kỳ là hợp chủng quốc mà, không có dân tộc nào chính ở đấy, bất cứ người nào thành công vẫn là một quốc tịch Mỹ và đi con đường mà đứng đắn, hợp pháp thì không có gì đáng trách, chỉ có những người mà dân lậu thì có thể có những cái thành phần xấu trong đó. Cái ý ông Trump là như vậy, ông muốn ngăn cản bớt đi, thưa quý vị. Và cũng là để ngăn cản cái hành động gian lận như trong vừa rồi trong cái bản tin mà chúng tôi gửi tới quý vị, đó là một cái đường dây họ tổ chức để nhằm họ thâu lợi về cái việc là những cái người phụ nữ mang bầu
rồi che đậy, che giấu, nói dối trá là việc là họ đang có bầu để tìm đường đi qua tới Hoa Kỳ để từ đó sanh con ra ở đây để được hưởng. Thì những cái đó là những cái sự gian dối mà quý vị biết là Hoa Kỳ là một quốc gia họ không bao giờ chấp thuận bất kỳ một sự gian dối nào. Bất kỳ một cái sự mà chúng ta gọi là dishonesty nào. Tất cả mọi thứ đều phải được nói một cách rất là thẳng thắn và straightforward. Cho nên là cái việc mà những cái đường dây họ làm gian dối, từ gian dối tới cả những cái người mà người mẹ là những kẻ gian dối cho tới những cái người mà chủ thầu cái đường dây gian dối, thì họ đều phải có những cái câu trả lời trước pháp luật của Hoa Kỳ.